người không ngoan luôn khiêm tốn kẻ ngốc nghếch luôn muốn thể hiện mình một đất thấp trở thành biển kẻ thấp làm vua chỉ khi đất không sợ thấp thì mới tụ nước thành biển chỉ khi không sợ thấp thì dân mới có thể làm vua mọi thứ trên thế giới đều phát sinh từ cái thấp cái thấp là khởi đầu và khởi nguồn của cái cao và cái cao là sự thay đổi và suy ra của cái thấp trở thành một người tầm thường là một triết lý cuối cùng sẽ trở thành một triết lý cao cấp những người thông thạo triết lý này là những người có trí tuệ tuyệt vời và là người có giá trị 2. đại bàng đứng như ngủ hổ nhìn như bệnh đại bàng là oai hùng của bầu trời hổ là sức mạnh của đất những con vật oai vệ như vậy thường giả vờ buồn ngủ ống yếu để con mồi thả lỏng cảnh giác khi con mồi đến gần sẽ oai phong lẫm liệt trong cuộc sống thực kẻ yếu thường lợi dụng kẻ mạnh để thể hiện sức mạnh của mình trong khi kẻ mạnh thường giả vờ yếu đuối có vẻ như thấp thỏm hơn triết lý của kẻ mạnh chỉ khôn ngoan tự bảo quản, tự vệ mà còn là vũ khí tìm cách sinh tồn chờ cơ hội tấn công kẻ thù. 3. Có tài nhưng không kiêu căng Tài cao là một điều tuyệt vời, nhưng nếu bạn khoe khoang, bạn sẽ làm tổn hại đến tài năng và năng lực của bạn, vì bạn quá tự hào về mình, bạn sẽ đánh giá cao bản thân và muốn chiếm lấy vị trí số 1. Vì vậy, bất kể lúc nào và ở đâu, bạn cũng nên khiêm tốn, hạ thấp bản thân, siêng năng làm việc và là người kiệm lời. Kiêu căng và tự cao là biểu hiện của người thiếu lòng tự trọng, có lòng tự trọng mới là điều đáng giá hơn. 4. Biết ẩn mình. Đừng bao giờ để lộ mục tiêu của bạn, đừng dễ dàng đưa ra những lá bài thua lỗ và đừng để lợi thế của bạn lung lay trước những người khác. Cuộc sống giống như một trận chiến, bạn phải học cách ẩn mình và mai phục, chỉ khi bạn học cách phòng thủ và để bản thân được đảm bảo an toàn trước thì bạn mới có thể hoạch định chiến lược tấn công và chờ thời cơ tấn công làm người thấp kém có thể như một cái ô để che giấu bản thân năm làm gì thì cũng tính cho mình một đường lui làm người thật khó đây là một câu hỏi khiến con người hoang mang trong hàng nghìn năm trên thực tế làm người có thực sự khó đến vậy thực ra không phải vậy chỉ cần chúng ta có tấm lòng rộng rãi làm người không nên làm quá không mưu cầu mọi thứ bạn sẽ thấy con đường dưới chân chúng ta thật ra rất suôn sẻ con người không sống trong một khoảnh khắc không phải bạn chỉ có một lần tiếp xúc với mọi người, người thông minh là người biết chừa đường cho mình và chừa chỗ cho người khác. Bề ngoài thì khoan dung với người khác, nhưng thực chất lại đang mở đường cho chính mình, nếu không, bạn sẽ rơi vào ngõ cục, không còn lối thoát và không có đường lui. 6. Trưởng thành Sự trưởng thành trong cuộc sống là một loại khí chất trong cuộc sống, và nó cũng gần như là một căn bệnh của cuộc sống. Người chính chắn có cái nhìn sâu sắc, dám mạnh dạn, có tinh thần cho mình, cho người khác, hay phân vân trong việc nhỏ và rạch ròi trong việc lớn. Những người sành sỏi chơi trò chơi của cuộc sống, theo đuổi sự bóng bẫy và hỗn loạn, chuyên điều độ và quen với việc vượt trào. Những người tinh tế được coi là thông minh trong giao tiếp, nhưng thực tế không phải vậy, đây chính xác là biểu hiện của sự ngu ngốc. Chúng khiến người ta không thể tiếp cận, ngại tiếp cận và không muốn đến gần, thực tế đây là thất bại lớn nhất trong cuộc đời.